quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Nguyên Audio thị xã Phú Thọ tiếp tục về một cặp loa đến từ đất nước Nhật Bản của hãng Samsung. Đó là cặp loa Samsung mang model S500A do Nhật Bản sản xuất, vừa về tại cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ trong buổi sáng ngày hôm nay. Đôi loa mang chất âm rất là mềm mại, ngọt ngào và chi tiết. Nó sở hữu 3 đường tiếng trên một thùng, một bát 25, màng giấy, gân lụa, một chung giấy và một loa chép giấy. Đằng trước mỗi thùng thì đều có lỗ thông hơi nằm ở đằng trước và có tem ghi đầy đủ. Trở kháng 8 ohm, công suất 60W trên một thùng, sản xuất tại Nhật Bản. Đôi loa này thì được hãng trang trí rất là đẹp. Tất cả xương của loa bát, loa chung, loa chép được bọc bằng viền màu bạc, rất là sang trọng. Thùng của nó được thiết kế là thùng gỗ lạng màu vàng vân gỗ, màu nâu vàng vân gỗ này, rất là đẹp. Đôi loa này về tại cửa hàng thì trong tình trạng nó còn quá là đẹp luôn. Thùng vách chưa bị sứt sẹo một tí nào. Gỗ lạng rất là chắc chắn, vân gỗ nổi rất là rõ đấy. Và mặt trước của loa thì được phủ bằng một lớp sơn màu đen. Nón của chiếc loa bát thì nó được làm bằng nón vải. Nón vải khi chúng ta trẻ con chả may nó dí vào đây thì cũng không ảnh hưởng gì, vì nó rất là mềm, nó sẽ trở lại. Chúng ta chỉ nắn ngáy là nó trở lại thôi, không bao giờ nó bị móp méo cả. Bát giấy, chung giấy, chép giấy, nó cho ra tiếng của nó rất là hay. Bát sâu mềm, chung chép thì rất là tách bạch và chi tiết. Đôi loa này nó có chiều cao là 62cm, chiều rộng là 33 và chiều sâu là 23. Đôi loa rất là gọn. Để cho gia đình nhà chúng ta có phòng khách nhỏ hẹp thì đôi loa này thì để rất là hợp cho quý vị đấy ạ. Và cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ bán đôi loa này với giá rất là hấp dẫn, với giá 5 triệu đồng trên một cặp. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa Samsung S500A xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc. Tôi xin nhắc lại, cửa hàng Nguyên Audio thị xã Phú Thọ đang bán đôi loa Samsung S500A do Nhật Bản sản xuất, đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, với chất âm rất là ngọt ngào, mượt mà và chi tiết, có giá 5 triệu đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ. Số điện thoại là 0988 036 068, giao hàng toàn quốc, không bao cước phí vận chuyển. Quý vị nào ở gần thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ sẽ gửi xe, còn quý vị nào ở xa không thuận tiện đường xe cộ thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ sẽ gửi bưu điện và nhân viên bưu điện sẽ mang đến tận nhà cho quý vị. Và trước khi giao hàng thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ có cho phát đồng kiểm, có nghĩa là quý vị có quyền được bóc sản phẩm trước khi nhận hàng, đúng sản phẩm
quý vị và các bạn thanh toán cho bên nhân viên bưu điện. Nên là quý vị và các bạn rất là yên tâm về chất lượng sản phẩm.